Hello, xin chào các bạn. Hôm nay tóm tắt sách hay sẽ gửi đến các bạn tóm tắt của quyển sách Tình dục thở hồng hoang. Đây là một cuốn sách rất nổi tiếng của hai tác giả Christopher Ryan và Casilla Zetas. Đây là một cuốn sách rất nổi tiếng được xuất bản vào năm 2010. Tựa đề tiếng Anh của nó là Sex at Door. Đây là một cuốn sách bestseller trong nhiều tuần của tờ New York Times một cuốn sách thách thức mọi định kiến về tình dục và hôn nhân những nhận định về tình dục hôn nhân mà cuốn sách này đang gây xôn xao có thể dễ dàng bị đánh giá là những suy nghĩ của những con người có vấn đề về thần kinh tác phẩm đã đưa ra minh chứng về bản tính lan trạ bẩm sinh của chúng ta bằng cách khám phá lịch sử và quá trình tiến hóa tình dục của con người trong đó tập trung mạnh vào tổ tiên linh trưởng và cuộc cách mạng nông nghiệp về tác giả, Christopher Ryan là tác giả và là nhà báo với bằng tiến sĩ ngành tâm lý học mà từng sống ở nhiều nơi như Alaska, Mexico, Ấn Độ và Tây Ban Nha. Đồng tác giả là Casinda Zetas là người Bồ Đào Nha gốc Ấn, là bác sĩ, là chuyên gia tâm thần. Ryan và Jessa đã kết hôn được nhiều năm và quyết định không tiết lộ bất cứ chi tiết riêng tư nào về đời sống tình dục của họ. Cuốn sách này chứa đựng nhiều nhận định nhạy cảm về vấn đề tình dục, những mối quan hệ xã hội. Vì vậy, có thể sẽ không phù hợp với một số bạn. Do đó, các bạn hãy cân nhắc trước khi chọn nghe phần tóm tắt này. Đây chỉ là tóm tắt ngắn gọn của quyển sách nếu thấy hay và có điều kiện, các bạn hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả. Link mua sách chúng tôi để ở bên dưới phần mô tả kèm với cấp bông giảm giá theo từng thời điểm. Chương 1. Con người đã tiến hóa từ các cộng đồng nhỏ và quan hệ tình dục thường xuyên. Bạn đã quan hệ tình dục với bao nhiêu người trong đời? Liệu bạn có đếm trên một bàn tay hay bạn cần phải lấy bút và giấy ra để tính toán. Trong trường hợp nào đi nữa thì khả năng cao là con số bạn nghĩ ra sẽ thấp hơn rất nhiều so với thành tích trung bình của ông tổ săn bắt hái lượm của chúng ta ngày xưa. Trên thực tế, trong những bộ tộc cổ đại và thậm chí trong cả các cộng đồng bản địa ngày nay, tình dục lan chạ là quy luật thường ngày. Tại sao? Bởi vì khái niệm chia sẻ trong các bộ lạc tiền sử là quy định bắt buộc, bao gồm cả bản tình của nhau. Trước khi con người phát minh ra nền nông nghiệp, 10.000 năm trước đây, chúng ta sống trong những bộ lạc du canh du cư, săn bắt hái lượm. Những xã hội này có dân số rất nhỏ và thường không vượt quá 150 người. Trong những tập hợp khăn khích như thế này thì nghĩa vụ chia sẻ thức ăn, chỗ ở và trách nhiệm chăm sóc trẻ em là nhân tố sống còn cho sự tồn tại của cả nhóm nói chung và các thành viên nói riêng tình dục cũng được coi là của chung và của cả nam lẫn nữ đều tham gia giao cấu với bất cứ ai mà họ thấy thích nói cách khác đây là hệ thống giao phối đa phu đa thê nó là một phương pháp hiệu quả để giúp họ thư giãn hòa đồng và hợp tác vui vẻ phần lớn những xã hội này đã lụi tàn từ rất lâu tuy nhiên di sản lăng nhăng của họ vẫn tồn động trong các nền văn hóa của con người từ thời đó từ khi cuộc cách mạng nông nghiệp bắt đầu rất nhiều nền văn hóa và tôn giáo đã cố gắng làm giảm bớt ham muốn tình dục của con người và cổ xí cho chế độ đơn phu đơn thê thông qua những bộ lực và những quy tắc ứng xử trừng phạt nghiêm ngặt đối với cái hành vi tình dục bừa bãi Tuy nhiên, bản năng tình dục của con người không thể vì thế mà mất đi. Ví dụ, người La Mã coi đơn phu đơn thê, mẫu hình kết đôi tình dục giữa người vợ và người chồng là phi tự nhiên, kể cả trong hôn nhân. Bởi thế, chuyện cô dâu tham gia vào các buổi tiệc tình dục trước khi đám cưới diễn ra như là một phong tục để họ so dịu bà mẹ tự nhiên vì cô gái đã chọn một cuộc sống phi tự nhiên tức là cuộc sống độc phu. Và ngày nay, ta vẫn thấy ở một số bộ lạc còn thực hành nghi lễ trên. Ví dụ, người Waura ở Venezuela và người Giana tham gia vào những nghi lễ cho phép người lớn có thể tạm đình chỉ các mối quan hệ chính thức mà họ đang có để họ có thể giao cấu với bất cứ ai họ muốn. Chương 2 với các cộng đồng cổ xưa tình dục vừa bãi có tác dụng xóa nhò thân phận người làm cha. Nếu bạn đã từng nghe những cuộc trò chuyện phím trên truyền thông, bạn sẽ biết trong giới phương Tây, mọi người thực sự muốn biết chắc rằng người cha của mình là ai. Nhưng trong một số bộ lạc ở châu Phi, trách nhiệm nuôi trẻ được chia sẻ giữa nhiều người đàn ông, kể cả vào thời điểm thụ thai. Ví dụ, bộ tộc Ache tin rằng có bốn loại bố trong mỗi đứa trẻ, người đút vào, người khuấy lên, người rút ra và cung cấp tinh chất cho đứa trẻ. Vì vậy, người phụ nữ Ache được phiến khích quan hệ và sưu tập tinh dịch từ nhiều trai tráng. Với bộ lạc này, tình phụ tử được chia đều và tình một đêm rất có ích cho sự phát triển bền vững của cả làng. Bởi vì tổ tiên của ta quan hệ rất lăng nhăng và không có hiểu biết khoa học về quá trình mang thai, họ không có cách nào biết được cha của đứa trẻ thực sự là ai. Vì vậy, mỗi người đàn ông đều có thiên hướng chăm sóc và nuôi dưỡng mỗi đứa trẻ, một gánh nặng được chia đều cho cả nhóm. Do đó, đồ ăn và các lợi ích khác cũng được phân phối đều, nâng cao khả năng sống sót của mỗi đứa trẻ được sinh ra. Tình dục lăng nhăng nâng cao tình đoàn kết trong nhóm bởi vì nó thường khiến những người tham gia đều hạnh phúc, vui vẻ và thân thiện hơn. Hormone oxytocin chịu trách nhiệm chính cho hiện tượng này, đôi khi được gọi là bổng lộc trời cho. Nó được tiết ra trong lúc quan hệ và sinh ra cảm giác gần gũi và bình yên. Hơn nữa, trong các bộ lạc Ache, những trao đổi quan hệ xã giao này không chỉ diễn ra giữa trai và gái, mà còn giữa những người đồng giới. Nói cách khác, đồng tính liên ái chỉ là một khía cạnh khác của quan hệ tình dục. Nhưng, nếu ai cũng hạnh phúc khi ngủ giường của nhà người khác và chia sẻ trách nhiệm nuôi con là một ý tưởng vĩ đại, thế thì tại sao chúng ta lại sống trong các mối quan hệ đơn phu đơn thê như ngày nay và lên án tình dục bừa bãi? Phần tiếp theo sẽ giải thích nguyên nhân sự phát triển bất thường này. Chương 3 chính nghề nông đã hủy hoại hoạt động tự do tình dục mặc dù người ta vẫn bảo nhau rằng nền nông nghiệp là một cuộc đại nhảy vọt của loài người rất nhiều các nhà khoa học ngày nay tin rằng nó là thảm họa tồi tệ nhất mà con người từng phải gánh chịu khi ta bắt đầu trồng cấy thuần hóa động vật khẩu phần ăn mới nghèo dinh dưỡng không chỉ phá hoại sức khỏe của ta mà còn ảnh hưởng xấu đến thói quen tình dục và xã hội Nông nghiệp tạo điều kiện cho những tật xấu như chiếm hữu, ghen tị và tham lam trở nên phổ biến và nghiêm trọng. Trước khi trồng cấy, cuộc đời nay đây mai đó, tổ tiên của ta không có gì nhiều để mà phải tham lam. Họ chia sẻ bất cứ thức ăn gì kiếm được để không lãng phí. Bởi vì họ liên tục di chuyển, họ không tự làm khổ mình với những vật dụng không cần thiết nhưng làm nông đã tạo điều kiện cho con người định cư và sống cố định một chỗ, kèm theo đó là khái niệm sở hữu tài sản, do đó lần đầu tiên trong lịch sử sự phân hóa giàu nghèo xuất hiện các vấn đề xã hội như đói ăn và chiến tranh nổi lên. khi lòng tham của con người được kích hoạt các hoạt động tình dục và vị thế của người phụ nữ phải gánh chịu hậu quả lớn ý tưởng chiếm hữu và nói theo là ghen tỵ nhanh chóng mở rộng sang các mối quan hệ tình dục và gia đình đối với những trọc phú họ cần biết chắc là con cái của mình là ai để có thể truyền lại tài sản của mình sau khi mất và cách duy nhất để người nông dân có thể đảm bảo thân phận làm cha của mình là buộc người vợ phải chung thủy bằng cách trừng phạt hoặc chế giễu trước công chúng đánh đập hoặc dùng các thể chế pháp luật như hôn nhân Ngoài ra, khi người nam cai quản hết việc đồng án, những kỹ năng của phụ nữ như hái lượm trở nên thừa thải và vai trò của họ dần dần chỉ còn giới hạn trong việc chăm sóc con cái. Khi tiên chức của người mẹ chỉ gói gọn trong việc tề gia nội trợ, một ý tưởng hiện đại nảy sinh cho rằng ham muốn tình dục của nữ giới thấp hơn nam, một điều hoàn toàn không chính xác. Chương 4 mức độ thèm khát tình dục ở nữ giới cũng cao như nam giới và thậm chí còn phức tạp hơn nhờ giáo dục và giáo điều ta thường tin rằng đàn ông thèm khát tình dục hơn nhiều so với phụ nữ một niềm tin phản ánh quan niệm cố hữu khi coi đoan trang kiểu cách và e thẹn là tính cách nổi bật của nữ giới nhưng chúng có thực sự đúng hay không không đúng một chút nào trên thực tế dục tính của nữ cũng mạnh không khác gì người nam và có lẽ còn hơn thế nữa trong một nghiên cứu gần đây một nhóm nam và nữ cả dị tính lẫn đồng tính đều được yêu cầu xem một vài bộ phim người lớn và xác định xem mình có bị kích thích tình dục tới cấp độ nào trong khi xem các nhà khoa học sẽ gắn các điện cực để đo lưu lượng máu chảy về các cơ quan sinh dục xác định xem những người tham gia bị hưng phấn về mặt sinh học đến đâu kết quả ra sao Nữ giới trải qua một trải nghiệm hưng phấn về thể xác nhiều như nam giới, ngoài ra nghiên cứu cũng tìm ra rằng trong khi người nam gay hoặc les phản ứng mạnh mẽ với những cảnh có giới tính diễn viên phù hợp với xu hướng tình dục của họ, những người phụ nữ dị tính dễ bị kích thích thể xác bởi rất nhiều loại hình ảnh, thậm chí cả một video clip quay cảnh loài tinh tinh lùng đang giao cấu Bất chấp những phát hiện như trên, ham muốn tình dục của nữ giới vẫn bị ngăn cấm bởi áp lực xã hội. Ví dụ, trong cuộc nghiên cứu đó, mặc dù nữ giới cũng bị kích thích không khác gì nam giới, họ vẫn cố gắng giảm nhẹ sự kích thích đó khi được yêu cầu mô tả cảm xúc hiện tại. Nói cách khác, họ hiểu chính xác những gì xã hội kỳ vọng vào họ là sự đoan trang và e thẹn, vì vậy điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với những định kiến xã hội nghiên cứu này chỉ ra rằng các ham muốn của nữ giới đa dạng hơn nam ví dụ phụ nữ dễ bị kích thích bởi nhiều thứ tuy nhiên họ vẫn có thể kiềm chế ngọn lửa tình trong mình dễ dàng hơn nghiên cứu này cho thấy cả nam lẫn nữ đều tiến hóa là một sinh vật lan chạ điều khiến bạn có thể tự hỏi rằng lịch sử tiến hóa nào đã dẫn tới xu hướng này Phần khám phá tiếp theo về những tổ tiên linh trưởng gần nhất của ta, loài tinh tinh và tinh tinh lùng sẽ làm sáng tỏ đời sống tình dục xã hội của các cộng đồng tiền sử tổ tiên của chúng ta ngày xưa. Chương 5: Xét về hành vi tình dục, chúng ta khá tương đồng với người họ hàng gần nhất của mình. Có người có chung gốc gác với nhiều loài linh trưởng trong đó gần gũi nhất về mặt di truyền với loài tinh tinh và tinh tinh lùng chỉ khác biệt có 1,6 phần trăm về DNA vậy nên nếu chúng ta muốn hiểu được các nền tảng trong hành vi của mình ta có thể nhìn vào những người anh em này để suy ra về bản chất tự nhiên của con người ví dụ tinh tinh lùng và tinh tinh có đời sống tình dục rất chủ động và lan chạ Chúng đều sống trong các bầy nhỏ khăn khích với các mối quan hệ xã hội phức tạp, thắt chặt bởi quan hệ tình dục ngẫu hứng. Trong bầy của mình, con tinh tinh lùng và tinh tinh cái có địa vị cao và sử dụng tình dục để giải quyết những bất đồng giữa các con đực. Đặc biệt, trong các bầy tinh tinh lùng, tình dục xã giao đã thúc đẩy những nhóm xã hội rất bình đẳng, yên bình do con cái nắm quyền thường con cái sẽ quan hệ kiểu tào nhanh với rất nhiều con đực hơn nữa con tinh tinh và tinh tinh lùng cũng có thể đạt khoái cảm và thích thú khi quan hệ bằng miệng và hôn nhau điều này nghe quen quen đúng không các bạn đó bởi vì nó rất giống với phong cách sống của những người săn bắt hái lượm được miêu tả trước đây trong đó tình dục được chia sẻ đều giữa mọi thành viên trong cộng đồng vì vậy ta có thể nói rằng niềm tin truyền thống và đương đại về bản chất độc thê của con người là thiển cận trên thực tế nếu muốn tìm ra một loài linh trưởng biểu hiện hành vi đơn thê kiểu đó ta phải đi ngược lại dòng lịch sử tiến hóa để gặp người họ hàng rất xa đó là con vượng gibbon một loài mà sống cả cuộc đời chỉ chung thủy với một bạn tình Bên cạnh những điểm tương đồng đến kinh ngạc trong hành vi giữa con người với loài tinh tinh và tinh tinh lùng, chúng ta còn có một số đặc điểm giải phẫu học giống nhau. Chúng bao gồm hình dáng bên ngoài, đó là kích thước dương vật và tinh hoàng khá lớn, những đặc điểm sinh lý phục vụ và hỗ trợ cho đời sống tình dục lăng nhăng. Chương 6 Cấu trúc dương vật của nam giới cho thấy cuộc cạnh tranh diễn ra bên trong chứ không phải bên ngoài. Dương vật của con người so với kích thước cơ thể lớn nhất trong giới động vật. Tinh hoàng của nam cũng lớn và nằm hẳn bên ngoài so với cơ thể để dự trữ một lượng lớn tinh trùng ở nhiệt độ tối ưu. Tại sao lại như vậy? Như bạn có thể đoán được, những đặc điểm này tiến hóa để thực hiện một chức năng riêng biệt trong bối cảnh sống của tổ tiên ta. Đầu tiên, kích thước và hình dáng của dương vật tinh hoàng tiến hóa từ nhu cầu cạnh tranh với tinh trùng của những người đàn ông khác bởi vì trong thời tiền sử nữ giới sẽ giao cấu với rất nhiều trai tráng đặc biệt khi họ có khả năng thụ thai cao chất lượng tốc độ và số lượng tinh trùng nam sẽ quyết định xem tinh trùng của ai sẽ tiếp cận được với trứng để thụ thai cho người nữ đó những ai có tinh hoàng lớn xuất nhiều tinh trong một lần phóng và bắn trúng đích hơn sẽ có khả năng thành công cao hơn hơn nữa hình dáng của dương vật nam và chuyển động thụt ra thụt vào khi giao cấu đã tiến hóa sao cho anh ta có thể hút tinh dịch của những anh chàng đã từng quan hệ trước với người nữ đó thêm nữa lần phóng tinh đầu tiên của nam sẽ chứa những chất hóa học để bảo vệ tinh trùng của họ trước sự tấn công của tinh trùng từ những người đàn ông khác và khác biệt kích thước khi không thể hiện ở dương vật của nam giới so với những loài động vật khác mà còn ở chiều cao giữa người nam với người nữ. Sự khác biệt một chút về chiều cao, cân nặng giữa nam và nữ cho thấy khả năng tổ tiên của chúng ta từng đi theo chế độ đa phu, đa thê. Ở loài người cũng như những loài tinh tinh và tinh tinh lùng, con đực thường cao hơn một chút so với con cái, một đặc điểm được các nhà sinh học gọi là lưỡng hình kích thước cơ thể. Body size dimorphism bởi vì con cái thường thích bạn tình cao hơn. Trái lại với những loài ghi bon, đực và cái sống chung thủy trọn đời sẽ có kích thước cơ thể giống hệt nhau. Vì vậy, ta có thể thấy lối sống lan chạ của tổ tiên ta đã dẫn tới những phát triển cơ thể khác biệt đôi chút giữa nam và nữ. Nhưng như bạn biết, trong phần tiếp theo, nó cũng dẫn đến một số hành vi kỳ quặc. Chương 7 tổ mẫu của ta đã quan hệ với rất nhiều đàn ông liên tiếp và có những dấu hiệu chứng tỏ nó xảy ra đồng thời hàng trăm năm trôi qua từ khi con người phát minh ra nền nông nghiệp và sau đó dập tắt thói quen quan hệ xã giao trong khoảng thời gian đó do con người đã thành lập những quy tắc tôn giáo văn hóa và đạo đức nghiêm ngặt có thể người hiện đại sẽ không còn trong mình những bản chất lan chạ của ông cha ta ngày xưa nhưng trên thực tế ta vẫn thấy di sản của tổ tiên mình được truyền lại ví dụ bạn đã bao giờ từng thắc mắc tại sao một số phụ nữ lại rên lớn khi quan hệ trong quá khứ những tiếng động này có vai trò như một lời mời gọi những anh chàng khác bằng cách kêu lên theo cách này những tổ mẫu của ta đang nhắn tin tín hiệu cho biết đang quan hệ và khuyến khích những chàng trai khác đến thử vận may Thói quen này dẫn đến cuộc cạnh tranh tinh trùng đã được thảo luận ở chương trước. Tiếng rên còn được gọi là âm thanh khi giao cấu của con cái. Female copulatory vocalization có thể được quan sát trong rất nhiều loài động vật lan trạ. Nhưng với người anh em gần gũi nhất của ta, con tinh tinh lùng. Trên thực tế, tiếng gọi sung sướng của con bonobo cái phức tạp tới mức một con đực cách xa hàng trăm mét có thể đón được kích thước của con đực đang làm chuyện ấy và thậm chí cả địa vị trong bầy đàn của con cái một di sản khác của quá khứ lan chạ là phụ nữ có thời gian đạt khoái cảm lâu hơn nam giới và có thể lên đỉnh nhiều lần những đặc tính này cho thấy tổ tiên của ta thường quan hệ với một vài người lần được trong khi nam thường buồn ngủ sau khi xuất tinh và vì vậy cần nghỉ ngơi thì nữ có thể liên tiếp quan hệ lâu hơn và trải nghiệm nhiều lần lên đỉnh hơn trong một khoảng thời gian ngắn và thường thời gian nghỉ sau quan hệ của nam giới có thể là một hành vi mang tính tiến hóa để cho các chàng trai khác có thể thử vận may và khiến người nữ thụ thai. Đến đây có lẽ bạn đã xem qua các bằng chứng về quá khứ lăng nhăng của ta và những phần tiếp theo sẽ trả lời một câu hỏi thiết thực Bản chất lan chạ của con người có ý nghĩa gì cho các mối quan hệ? Chương 8. Tình yêu đích thực và độc thê đã gây ra bệnh tật và sự chán nản. Khi bạn thực sự yêu ai đó, bạn sẽ không cần bất cứ ai khác trong đời và trải nghiệm quan hệ với con người đặc biệt đó sẽ luôn tuyệt vời. Điều đó có đúng không? Quả thật, đó là một câu chuyện hay nhưng chắc chắn là không đúng chỉ bởi vì ta có yêu sâu sắc một người trong suốt phần đời còn lại không có nghĩa là ta sẽ tiếp tục ham muốn với người đó trên thực tế bởi vì tổ tiên của ta tiến hóa để lên giường với bất cứ ai mình thích chúng ta đã bị lập trình về mặt sinh học để đi gieo giống với rất nhiều đối tượng khác nhau tuy nhiên ta sống trong cuộc giằng co giữa một bên là những câu chuyện tình yêu được lãng mạn hóa trên phim ảnh và một bên là trải nghiệm đơn điệu thực sự khi ở trong một mối quan hệ độc thê. Sự khác biệt giữa hai điều này có thể dẫn đến đời sống hôn nhân bất hạnh. Khi nhìn nhận độc thê là bản chất tự nhiên của con người, ta sẽ thường lẫn lộn giữa tình yêu và tình dục. Quả thật, khi giới truyền thông thậm chí là các nhà khoa học nhắc đi nhắc lại rằng việc con người yêu và ham muốn chỉ một người trừ khi lọt lòng đến lúc xuống mồ là điều rất bình thường. Ta thường giải nghĩa sai hiện tượng hết ham muốn với tình yêu là hết yêu, nhưng những nguy hiểm của đơn thê không chỉ dừng lại ở đây, nó đặc biệt nguy hại cho sức khỏe của bạn. Như các nghiên cứu đã chỉ ra, nam giới ở trong các mối quan hệ độc thê dài hạn phải chịu sự sụt giảm testosterone lớn. Nguyên do là do bởi ham muốn tình dục của nam và mức hormone testosterone liên quan mật thiết với nhau. Vì vậy, nếu một thứ giảm đi, thứ kia cũng giảm theo và nó có thể dẫn đến mầm bệnh nguy hiểm. Lượng testosterone thấp ở nam có tương quan tỷ lệ với ca mắc bệnh trầm cảm và bệnh tim, bệnh ung thư. Nói tóm lại, ta gần như không thể giao hòa giữa bản chất tiến hóa của mình với những lý tưởng cao đẹp của xã hội mà vẫn có thể sống một cuộc đời khỏe mạnh, hạnh phúc, viên mãn. Hoàn cảnh này nghe có vẻ tồi tệ nhưng có những việc bạn có thể làm để thiết lập một mối quan hệ lành mạnh, vui vẻ bất kể những thành kiến vây quanh tình dục lan trạ. Chương 9. Thảo luận mở về tình dục, độc thuê và bất trung là giải pháp xã hội duy nhất. Sự thiếu nhất quán giữa quan niệm độc thê được xã hội cổ xí và bản chất thèm khát tình dục lan trạ của ta đã trực tiếp dẫn tới sự sụp đổ trong quan niệm tình yêu truyền thống. Làm sao ta có thể nói liền sự bắt đầu đó? Giống như bất cứ vấn đề xã hội nào, ta nên đơn giản bắt đầu bằng một cách đối thoại về nó. Đầu tiên, những quan niệm cổ hủ về tình yêu và tình dục nên được xác định và chấp vấn cởi mở. Những góc nhìn về tình dục và cấu trúc gia đình tạo nên những viễn tưởng phổ biến ngày nay nên được thảo luận thường xuyên hơn bởi các nhà khoa học và giới truyền thông. Ngoài ra, các cặp đôi nên nói chuyện thẳng thắn với nhau về ham muốn tình dục của mình. Thứ hai, việc xã hội chấp nhận hơn về việc thủ dâm và các mối quan hệ tình dục vị thành niên sẽ có thể hỗ trợ các bạn thiếu niên trong những năm tháng tuổi teen với lượng hormone bất định. Nghiên cứu cho thấy không biết tận hưởng sự sung sướng của cơ thể mình tương quan chặt chẽ với hành vi bạo lực tới người khác. Và biết cảm nhận hạnh phúc thể xác càng quan trọng khi đi qua tuổi dậy thì bởi vì lúc đó hàm lượng hormone tình dục dâng cao hơn bất cứ giai đoạn nào trong cuộc đời vậy nên thay vì bày trừ bất cứ biểu hiện tình dục tuổi teen nào như lên án hành vi thủ dâm ở những năm gần đây thông qua tôn giáo và trường học các bạn trẻ nên nhận được sự giáo dục tốt hơn về tình dục hơn nữa họ cũng nên được khuyến khích thử bất kể hành vi tình dục nào mà họ cảm thấy đủ thoải mái để tham gia ví dụ ở ấn độ người lớn thuộc bộ lạc muria đã xây dựng những khu ký túc để các thanh niên có thể tự do khám phá đời sống tình dục cùng nhau và không bị kiểm soát cuối cùng ta cần phải nhớ rằng mặc dù tình dục quan trọng nhưng ta không nên quá đề cao nó suy cho cùng tình dục chỉ là một sung năng sinh học và di sản của một thời quá khứ linh trưởng động dục của tổ tiên ta những bản năng và hành vi này không nên bị lầm lẫn với những đặc điểm của tình yêu lâu dài như sự thấu hiểu lẫn nhau cảm giác kết nối về cảm xúc lẫn trí tuệ tóm tắt sách hay vừa gửi đến các bạn tóm tắt của quyển sách tình dục thở hồng hoang đây chỉ là tóm tắt ngắn gọn của quyển sách nếu thấy hay và có điều kiện hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả linh mua sách được chúng tôi để ở bên dưới mô tả các bạn cần mua cứ click vào và nhập mã giảm giá đặc biệt được cung cấp bên dưới xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ channel tóm tắt sách hay